Dạ, chị vậy chứ ông để con gọi lại cho thầy. Thôi thầy cần gì thì con gọi lại. Ờ, vậy thầy giải giùm con ấy. Thầy bảo này, thứ nhất là cung mệnh của nó vô chính diệu gặp cái đại hao tài mệnh nhá. Thì cái sao đại hao tài mệnh là cái sao mà sinh ra ấy, là sau này là phải phá gia chi tử một thời gian. Đúng rồi, nên là một thời gian thì sau này mới lấy lại được phong độ. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là cái cung không quan trọng là cái cung thân của nó là cự môn hãm địa nằm ở đây xấu lắm. Con cứ biết là lá số của cái lá số này giống hệt lá số của anh Hà Văn Thắm ấy, mà cái anh chủ tịch ngân hàng Ocean Bank ấy, con có thể lên mạng con gõ xem anh bị thế nào. Giống y như cái ông đó là chủ tịch hả thầy? Đúng rồi, nên là có số dính dáng pháp luật. Vì đến năm đúng rồi, trong lá số này đại vận từ năm 32 tuổi trở ra là nó có sao Vũ Phá nằm cung Điền Trạch ấy. Thì nó sẽ diễn ra cái việc nó còn cậu bé này sẽ trục trặc pháp luật. Được chưa? Mặc pháp luật nhưng đúng mà rồi. Như thư kiện đó thầy. Đúng rồi, phải thư kiện để dính dáng pháp luật. Cái cung quan lộc của nó thì có sao Thái Dương nhưng mà lại gặp Tuần. Nên là công việc của cậu bé này sau này hơi trắc trở. Hơi trắc trở, cái cung quan lộc thì gặp sao Thái Dương là nó hơi trắc trở về công việc. Gặp sao Tuần đóng ở đấy. Sao Tuần là cái sao nó vây hãm, nó làm cho công việc của cậu này sau này trắc trở. Năm được năm mất, nó không được hanh thông. Được chưa? Rồi cái tròm hỏa tinh linh tinh đóng đồng cung nằm cung quan lộc, nó làm cho cậu này là số bị ma làm, có nghĩa là bị ma quỷ nó xui khiến ở cung quan lộc sau này làm những việc rồ dại không tốt. Được chưa? Rồi cái cung nô bộc ấy, có cái sao thiên phủ, thiên phủ là cái kho tiền lại nằm ở cung nô bộc, có nghĩa là bạn mình giàu chứ mình lại không được giàu. Mẹ giàu nhưng mà nó lại không giàu hả thầy? Đúng rồi, là bố mẹ giàu nhưng con cái lại không giàu, nên sau này nó phá hết. Bố mẹ thì giàu nhưng mà nó thì số nó thì không có giàu. Đúng rồi, con nó kiếm được bao nhiêu sau này cậu này tiêu bớt cho. Tiếp nữa thầy, những cái đấy không lo lắm, nhưng mà lo nhất là cung Phúc Đức là thiên đồng hãm địa. Thế xem tử vi của thầy thì thầy nói mãi rồi là mệnh tốt không bằng thân tốt, thân tốt không bằng Phúc Đức tốt. Có nghĩa là một lá số tử vi quan trọng nhất là cung Phúc Đức. Cung Phúc Đức mà tốt ấy, thì cung mệnh xấu cũng được, cung thân xấu cũng được, nhưng mà cái Phúc Đức tốt có nghĩa là cái thì sẽ được bồi đắp cái phần đấy, phần may mắn đấy. Có cái tưởng tượng Phúc Đức tốt chính là âm phần ấy, các cụ gia tiên để mình tốt. Hoặc là cung Phúc Đức cũng có thể hiểu đấy là cái công đức từ tiền kiếp, từ vô lượng kiếp con người này họ tu tập được, và họ giống như một cái bảo bối để sẵn vào đấy để kiếp này để xài ấy. Thì cái người mà cung Phúc Đức hãm thì lại không có cái phần công đức từ vô lượng kiếp. Hiểu không? Những người cung Phúc Đức lớn, những người cung Phúc lớn, đức lớn ấy, thì cái Phúc Đức họ tu tập từ nhiều kiếp tốt rồi, và kiếp này họ sẽ được hưởng phúc. Họ rất dễ giàu có, họ rất dễ hạnh phúc, họ rất dễ thăng tiến. Đó, thì cái cậu bé này á là cung Phúc, cũng như nói chung không có những con đứa con này mà có nhiều người khác, khi mà cung Phúc Đức hãm thì cái là âm phần là một, rồi công đức từ kiếp trước nó có vấn đề. Đó. Thầy vậy cái này mình có sao về sau mình có giải cho nó được không thầy? Thầy giải, thầy thì nói rồi, muốn cải mệnh một con người thì chúng ta phải biết là cái gì nó liên quan đến vận mệnh con người. Thì có ba thứ chi phối vận mệnh con người nhá. Một là thiên mệnh, có nghĩa là cái mệnh trời đã cho cái người này như thế nào đấy là thiên mệnh. Thiên mệnh cũng chính là do công đức tu tập từ vô lượng kiếp. Thì thiên mệnh của cậu này hơi kém. Hai là địa mệnh. Địa mệnh là gì? Là âm phần của gia tiên nhà mình. Có tốt không? Rồi âm trạch, cái đất nhà mình ở ấy là có phong thủy có tốt không? Đó. Rồi cậu ấy sinh ra ở trong một cái xã hội, nó có hợp với cái lá số của cậu ấy không? Ví dụ như cậu này á là nam, may ra là sinh, cậu sinh ra ở mệnh dương, có nghĩa là nam mà sinh ra mệnh dương là âm dương thuận lý, về mặt âm dương và thuận lý nhá. Còn về bản mệnh của bạn là tích lịch hỏa, nhưng cục của bạn lại thủy nhị cục, mà hỏa với thủy thì khác nhau đúng không? Đúng rồi, nên là bạn này là cục khắc bản mệnh, có nghĩa là bạn ấy chỉ hợp âm dương thôi, nhưng ngũ hành thì lại nghịch. Đấy, nên là
rất trớ trêu là cái gì của bạn đấy sau này cũng thế, nó cũng sinh ra nhiều cái nghịch cảnh mà không thuận, không thuận. Nhưng nghịch âm dương mới sợ chứ nghịch ngũ hành thì không không sợ lắm nhá. Nhưng dù sao cũng có rất nhiều trái ngang nó diễn ra đối với cậu ấy. Lại cộng với, có nghĩa là về về mặt địa mệnh là cậu rất cần phải cải tạo nhá. Có nghĩa là nó cũng hơi thăng trầm phải thầy, cũng dính dáng cái sách rồi công việc nó cũng hơi lên voi xuống chó. Đúng rồi. Thầy có thầy có thành tích xem rất nhiều người có cung pháp luật và thầy nói là dính. Rất rất nhiều người, những cái người mà trên báo bây giờ đấy là rất nhiều người thầy đã từng xem cho và họ thầy nói dính là dính à. Và lá số này nó trùng với cái lá số đấy nên thầy khi thầy nhìn thấy lá số là hơi giật mình một chút. Nha. Cái nữa là cái cậu này á là có cái sao cô thần quả tú chiếu vào cung mệnh. Sao cô thần quả tú chính là cái sao mà sau này á, cậu sẽ rất là lạnh lùng. Hay bị tăng động. Đấy. Mặc dù học hành thì rất thông minh, chỉ số IQ rất cao, nhưng thông minh cực kỳ nhưng lại không thành công. Đó. Thế thì ngày xưa thầy học cũng thế, có rất nhiều người bạn mà học cùng với thầy ấy, thì rất là học rất giỏi, nhưng khi mà ra trường rồi ấy, thì không không thành công bằng những người học vừa vừa thôi. Đấy, vậy thành công nó không nằm ở chỗ học giỏi, mà thành công nó là nó nằm ở chỗ là sinh ra có hợp thời không. Đấy. Rồi cái tư tưởng của cái người đấy á, là có thanh thản không. Đó. Thế thì cái thước đo để cho mà hạnh phúc ấy, thì quan trọng nhất là cái tư tưởng. Người ta bằng lòng với những cái gì người ta đạt được, rồi người ta làm được nhiều việc tốt cho nhiều người khác cảm ơn và cảm thấy hoan hỉ vui vẻ, giúp được nhiều việc cho người khác, giúp được cho đời này nhiều thứ. Đấy thì cái hạnh phúc đấy mới là quan trọng. Chứ còn học rất giỏi nhưng mà sau này ra lận đận chỉ là một chuyên gia thôi. Nhưng mà vợ con lận đận, gia đình lận đận, rồi nhiều thứ nó diễn ra không theo ý muốn thì cái người đấy cũng chưa chắc là hạnh phúc. Nên cái cung thân ý là rất quan trọng. Nên người ta nói là mệnh tốt không bằng thân tốt mà. Mệnh là nó nói đến chỉ số IQ, nó nói đến khả năng, tài năng của con người đấy, sự thông minh, giỏi giang, có thể tốt. Nhưng cung thân mà dở thì có nghĩa là gì? Cuộc đời người đấy nó sẽ thăng trầm. Thầy, nhưng mà thân cư tài bạch đó là cái cung tài bạch phải thầy? Thân cư tài bạch là cái năm cung tài bạch. Những người thân cư tài bạch ấy là lấy cái thước đo cuộc đời mình, cái sự sung sướng của cuộc đời mình bằng tiền. Có nghĩa là người ta càng kiếm được nhiều tiền người ta cảm thấy rất hạnh phúc. Và cuộc đời ấy là người ta cứ nhăm để kiếm tiền thôi, không cần chức sắc lớn lắm, nhưng mà tiền là quan trọng. Họ sẽ họ thích tích lũy, họ thích tiền bạc, họ thích lao vào kinh doanh, họ thích làm giàu. Đấy là người thân cư tài bạch. Đó. Còn những người thân cư có cung khác thì nó có tính khác nhau, nhưng mà thầy tài bạch là như thế. Nên cậu bé này sau này là thích làm giàu, thích kinh doanh buôn bán, thích nhiều tiền. Đó. Con thấy chắc cho nó buôn bán được hơn quá thầy. Nhưng mà thầy nói rồi, cái quan trọng là cung thân của nó sơ xấu, mà lại cái đại vận mà có dính pháp luật lại từ 32 đến năm 41 tuổi, nên là nó khiến cho cậu này rất là vất vả nha. Sớm trục trặc pháp luật. Sau 41 thì nó có đỡ không thầy? Sau 42 tuổi thì đỡ hơn. Nhưng mà 42 tuổi ra nó lại gặp sau tuần đóng. Đến năm 52 tuổi nó vẫn gặp sau tuần đóng. Nhưng là cậu này phải 62 tuổi trở ra thì mới thuận lợi. Nghĩa là vòng đời 62 tuổi trở ra thì hết đời rồi gì nữa, đúng không? Đấy. Nên với cái cậu bé này thì con phải có biện pháp để cải mệnh, bởi vì nó rất bé nên là hoán cải số mệnh nó còn dễ. Bởi vì nó chưa nghi nghiệp, nó sinh ra chưa nghi nghiệp gì nhiều, thì khi mình hoán cải số mệnh ấy thì còn có cơ hội, và có cơ hội để con dạy dỗ nó để sau này nó thành một người tốt. Vì bây giờ nó mới có 9 tuổi thôi. Rồi. Nhưng mà về sau thì nó nghịch ngợm, nhưng mà nó có hiếu với gia đình được không thầy? Nó có hiếu hay không á là con phải xem cái cung nô bộc của nó. Đấy, cung nô bộc của cậu này là tương đối xấu. Bởi vì sau tuần đóng nhé, lại còn gặp sao địa không chiếu vào đấy, lại gặp sao thiên hình thiên không chiếu, địa kiếp chiếu vào đấy. Nên cái cậu này á, mặc dù cậu này sau này cậu rất là hào phóng, có nghĩa là luôn luôn thiệt so với người khác. Đấy, nên với bố mẹ thì càng có hiếu. Hiểu chưa?
Dạ, cô hiểu rồi. Mặc dù khắc khẩu với mẹ nhưng lại có hiếu với mẹ lắm, cho mẹ nhiều tiền. Dạ. Nhưng mà cậu này nhớ là có đại hao tại mệnh nhá, song hao tối hiểm hóa lộc, cậu này đại hao tại mệnh nhá. Dạ. Đấy. Rồi có hóa khoa chiếu cung quan lộc chiếu xuống nên là học hành rất là ổn. Đấy, có hóa quyền nằm cung thiên di là người ra ngoài nhiều người nể sợ. Lại có tà phù chiếu vào cung mệnh, hữu mật chiếu vào cung mệnh là một người cũng tự tay lập nghiệp, là có nhiều quân cán, quân quyền. Đó. Đấy. Nhưng mà lại đận đận. Nhưng mà lại đận đận. Đó. Vất vả. Vất vả. Và cái sao cung phúc đức nó hãm nên là không được gặp may. Dạ. Chính vì thế nên là cái cậu bé này là phải cải mệnh từ bé. Dạ. Cách cải mệnh là đâu bằng. Thầy cho hai anh em cũng sinh cùng một giờ nhưng mà nó lại khác nhau hả thầy? Nhỏ kia nó sướng hơn hả? Đúng rồi, sinh cùng giờ nhưng mà ngày khác nhau thôi mà. Dạ. Đấy, cùng nên giờ là, nhưng mà khác tuổi. Nên là cái cậu bé này là vận mệnh đặt trên tay mẹ đấy. Mẹ mà biết cách cải mệnh cho con thì con sẽ tốt. Dạ. Thầy ví dụ di cung hoán số cải mệnh đó là cũng giống như trả nợ tàu quan vậy hả thầy? Không, thật ra trả nợ tàu quan là một cái khoa cúng hoàn toàn khác so với cái di cung hoán số. Dạ, dạ. Đó thì cái trả nợ tàu quan là gì, là do cái kiếp trước của mình, nhiều kiếp của mình nợ nần ai đấy mà mình chưa trả nợ cho họ, thì họ cái linh hồn đấy họ vẫn theo mình, họ đòi. Và nếu như họ không theo mình thì các quan ấy, các quan mà quản lý tàu quan, quản lý tiền âm ấy, nằm ở dưới âm phủ á, hoặc là trên thiên đình ấy, thì sẽ lấy tiền của cái linh hồn này này, của cậu bé này để trả cho người kia. Nó giống như hệ thống thu nợ tự động ấy. Nên là con của con khi nào mà có tiền mà phát tự nhiên lập tức mất một cách vô duyên vô cớ. Đấy là do bị tiền tàu quan, nghĩa là bị các quan lấy mất để trả cho cái người khác. Hiểu không? Nên người ta người ta muốn đỡ mất nhiều tiền, đỡ mất tiền vô duyên vô cớ, thì người ta làm một cái lễ trả nợ tàu quan. Có nghĩa là gì? Hồi hướng về kiếp trước của mình và dùng cái năng lượng của các thầy và dùng tiền tàu quan để chuyển vào các kho nợ tàu quan. Dạ. Để các quan trả nợ cho những người mà ngày xưa mình quyết nợ. Dạ. Được chưa? Thì ngay lập tức cái việc cuộc sống của cái người đấy nó sẽ không bị mất tiền vô duyên nữa. Dạ. Ngoài cái việc trả tiền nợ ra thì kiếp trước có giết người, có hại người thì cũng sẽ tra ra và trả các hình nhân thế mạng. Có nghĩa là chuộc cái lỗi mà ngày xưa mình giết người đấy. Dạ. Hoặc là có phá đình phá chùa thì cũng hoàn lại cột chùa cho cái đình chùa mà mình phá. Đấy. Hoặc là có đốn cũng có giết nhiều con vật, giết chóc nhiều ấy, thì cũng sẽ trả các hình nhân là các con vật đấy về kiếp trước để mà trả cái nợ đấy, để chuộc cái lỗi của mình, thì đấy gọi là trả nợ tàu quan. Đó. Sau khi trả nợ tàu quan có nghĩa là sạch nợ rồi thì người ta mới di cung hoán số được. Con hiểu không? Nó giống như con ấy, bây giờ con đang nợ nần, con không thể thay tên đổi họ được, bởi vì ngay lập tức con trốn nợ sẽ bị phát lệnh truy nã và vẫn bị bắt bình thường. Đúng không? Vậy là con phải trả hết nợ, con không nợ ai cái gì nữa thì con thay tên thoải mái. Con đổi số điện thoại cũng chẳng ai trách gì con hết. Được chưa? Nên đầu tiên là phải trả nợ tàu quan, sau đấy đến di cung hoán số. Di cung hoán số là gì? Nghĩa là theo quan niệm của các nhà tâm linh ấy, và từ ngàn đời xưa là khi mà cái linh hồn sinh ra không được thuận thiên, đã thuận thời, thuận thời thế, thì người ta di cung hoán số, có nghĩa là chuyển cái số mệnh của con người đấy sang một ngày tháng năm sinh giờ sinh khác để hợp với thời vận này hơn và không bị các sao xấu nó chiếu vào các cung quan trọng của mình đã thân mệnh nữa. Đó, việc di cung hoán số là phải nhờ Tam Bảo, có nghĩa là nhờ Phật. Đấy. Cái việc di cung hoán số này hiệu quả đến đâu nó phụ thuộc vào sự thành tâm của gia đình mình và của đương số đối với Phật Pháp. Đối với nhà Phật nhá. Và Đức Phật sẽ dựa vào cái yêu cầu của mình là xin được di cung hoán số, xin được đi qua cầu Nại Hà một lần nữa để thay đổi số mệnh. Được chưa? Và sau cái lần đấy là khi mà tâm của mình thành hơn, mình sống tốt hơn, mình giúp đỡ nhiều người hơn, làm nhiều việc công đức hơn, sống thuận thiên hơn thì cuộc sống của mình sẽ rất ổn. Đó. Thì nó là cái điểm khởi, nó là cái lễ đấy ấy, nó mới là khởi điểm thôi. Thế còn tiếp tục là mình phải tu tập tiếp để sau này có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cái khởi điểm đấy vô cùng quan trọng. Thì đấy là di cung hoán số. Dạ.
Được chưa? Sau khi thầy nói tiếp, sau khi di cung quán số thì người ta có một cái lễ gọi là tam phủ thục mệnh, có nghĩa là nhờ tới Phật nhá, nhờ trời Phật, tiên Phật để bảo vệ, thục là bảo vệ nhá, cái vận mệnh của cái con người đấy không bị vong linh, không bị ma quỷ nó xâm phạm và nó gây ảnh hưởng tới cái linh hồn đấy, cái thể xác đấy nữa, hiểu chưa? Đó, nên là một cái khóa lễ để người ta thay đổi một số mệnh con người, người ta gồm 3 phần. Một là trả nợ tào quan, hai là di cung hoán số, ba là tam phủ thục mệnh. Ba cái khóa lễ đấy là khác nhau, nhưng thường người ta sẽ làm liên tiếp ba cái khóa lễ đấy trong một ngày. Đấy. Và theo kinh nghiệm của thầy thì sau 21 ngày làm lễ thì cái hiệu ứng mà đạt được ấy là 50%. 50% còn lại là 3 năm sau. Đấy, và nó dần dần nó sẽ tốt lên. Đó. Thì cải bệnh là một, nó là một quá trình chứ không phải là một buổi một ngày. Không phải là một cái ngày đấy mà thay đổi vận mệnh đâu nhá. Nó là một quá trình. Và các thầy hít làm một cái lễ đấy, giống như hít một cú hít vào cái linh hồn đấy và để cho người ta lăn tiếp để người ta cải bệnh của người ta. Rồi, hỏi gì đã nào? Thầy vậy hỏi vậy, cuối cùng cái lá số nó là học hành thì được thông minh, nhưng mà cuối cùng thì nên chọn cho nó sau này nó làm gì thầy? Cậu này học hành thông minh là một, thứ nhất là có hóa khoa này, văn xương này nhá, là những cái sao rất mạnh, nó nằm thiên tài tại mệnh, nó rất giỏi, tức là học hành rất là giỏi, được chưa? Cái tính tự lập của nó cũng rất tốt, bởi vì nó có cả tà phù hữu bật. Cái quyền lực của nó, cái song hóa quyền nằm cũng cung thiên di chiếu mệnh, nó cũng làm một người có quyền lực. Được chưa? Song hao nằm tại mệnh cũng là một người sống hào phóng và biết cách sống. Nhưng mỗi tội là nó sẽ không may, nó dính pháp luật. Thầy kể cho con một câu chuyện mà không may dính pháp luật nhá. Trong lá số tử vi này này, cái ông sao, cái sao thiên cơ ấy, sao thiên cơ ấy, ông ấy mới gặp một cái cậu chàng trai mà đang đốn củi ở trong rừng ấy. Ông ấy nói rằng là con ấy sắp tới là có một cái họa và một phúc, con muốn nghe cái gì trước? Thế chàng trai chặt củi trong rừng bảo là con muốn nghe họa trước. Ông bảo được rồi. Thế ông hỏi là con làm gì? Bảo con là một người tiều phu đốn củi trong rừng, ra chợ bán để nuôi mẹ già ở trong rừng thôi, con không làm việc gì ác cả, không bao giờ hại ai hết hay giúp đỡ người khác, nên là con nghĩ là con sẽ không có họa đâu. Ông bảo là con sẽ có họa giết người. Là ông ấy đọc ngày tháng giết người luôn. Và cậu ấy không bao giờ tin ông ấy, bảo là cậu và con không thể giết người được. Thì ông bảo là bây giờ ta sẽ nói trước cho con, và khi nào ấy con bị việc đấy thì đến gặp ta ở trong rừng. Thế thì một hôm ấy, chàng trai mới gánh củi xuống rừng, xuống chợ để bán. Thì một con ngựa, một cái người cưỡi ngựa đang cưỡi rất nhanh phóng vào trong chợ, làm cho dân trong chợ là chạy náo loạn, và một người đâm vào cái cây củi của cái cậu, cái cánh củi của cậu này á, và bị cái cánh củi đâm vào tim và chết. Đấy, thì cậu là ngộ sát mà, đúng không? Nhưng mà ngày xưa ấy, luật ngày xưa là gì? Giết người phải đền mạng, nên cậu này bị quan bắt và sẽ chảm đầu, giết người, sẽ giết cậu này, bởi vì cậu này giết người mà. Thế cậu này mới xin các quan là thôi con còn mẹ già ở trong rừng ấy, cho con về nhà một tuần, một 10 ngày để con thăm mẹ con, để từ biệt mẹ, để con về chịu án. Thế thì các quan đồng ý và cho cậu ấy về. Thế thì khi cậu về, cậu gặp ông sao thiên cơ này á, cậu ấy nói như thế, thì ông thiên cơ bảo con đào một cái hố nhá. Hàng ngày cứ buổi tối là con ngủ ở dưới hố, còn không được lên ngủ ở bên trên. Đấy, thì cậu này làm giống hệt như thế. Và sau 10 ngày thì ông quan mới bấm số là bảo tại sao nó vẫn chưa về quy án. Thì bấm thì thấy là cậu này chết mất rồi, lan xuống vực chết. Nhưng thật ra đấy là biện pháp để cải mệnh của cậu ấy, hóa giải. Đấy. Thế thì cậu là ngộ sát, nhưng mà cậu vẫn có số dính pháp luật, đúng không? Đấy, thế thì người tốt đôi khi vẫn dính pháp luật, bởi vì ngộ sát nhá. Nên là với con của con ấy, cậu là một người tốt, là một người
có nhiều cái sao đẹp chiếu nhưng sẽ phải dính pháp luật, bởi vì đấy là số mệnh. Dạ. Thầy có cái bà chị mà hôm bữa chị gửi qua đó, chị muốn thầy coi bả coi có giàu không á, chị hỏi vậy mà. Thầy chưa có lá số tử vi, thứ hai nữa là hôm nay thầy sẽ xem cho con của con thôi, và chủ đề nói đến cái chuyện để hóa giải vận mệnh nhá. Thì cậu ấy rất là bé, cũng rất may cho con là rất may cho con ấy là cái cậu này á, cậu đang bé nên con quan tâm đến cậu được, nhưng mà nếu mà lớn rồi cái lúc mà đã nó đã phát sinh những cái việc mà cậu ấy làm lại còn gây thêm nghiệp nữa ở cái kiếp này nữa thì rất khó giải. Để nó có gì suy nghĩ rồi cũng trả lời thầy. Không, đấy là thầy hướng dẫn, thầy hướng dẫn cho con về mặt lý thuyết. Còn về mặt thực hành ấy là mình sẽ phải tìm hiểu tiếp nhá. Nhưng mà thầy nói là cậu này rất tài năng, rất giỏi, rất hào phóng. Rất giỏi. Rất giỏi, rất hào phóng nhá. Chẳng qua là cái đại vận, đại vận của cậu nó không được tốt. Và mình cải hoán cải. Tiểu vận thì tốt nhưng mà đại vận không tốt phải không thầy? Đúng rồi, đại vận của cậu là không tốt. Thế này, con nhìn nhá, từ 2 tuổi đến 11 tuổi nó rơi vào song hao nhá, gặp hóa kỵ này. Đó. Từ 12 tuổi trở ra gặp địa không địa kiếp chiếu luôn này, nằm cung phụ mẫu gặp không kiếp chiếu này. Được chưa? Từ 22 tuổi trở ra gặp thiên đồng hãm địa này, hãm mất. Đúng không? Từ 32 tuổi trở ra gặp vũ khúc phá quân hãm địa nằm cung tù này. Đó. Từ 42 tuổi trở ra gặp thái dương rất sáng tại ngọ nhưng lại gặp tuần này, nó làm cho bớt sáng đi. Từ 52 tuổi trở ra gặp thiên phủ, nó có nghĩa là lộc, thì lại gặp sau tuần đóng nên là lúc có lúc không. Và từ 62 tuổi trở ra ấy thì lại mới sao hai sao chính tinh thiên cơ thái âm mới sáng. Và nhưng lại gặp ngay cái sao hóa kỵ nào mà đấy cũng dày mắc những chuyện thị phi. Đó. Nghĩa là cái đại vận của cậu nó không được thuận. Thầy vậy cái cung tài vận mà nó bị chính ngay cái sao tiểu hao với lại phá tối với lại gì đó địa kiếp là sao thầy? Không quan trọng bằng cái sao cự môn. Ví dụ cậu bé này cự môn hãm địa, sao cự môn bình thường đã là sao rất độc rồi, mà cự môn hãm địa thì siêu độc, nó xấu gần như cự môn hãm địa nó xấu như phá quân hãm địa, thậm chí còn xấu hơn. Đấy, sao cự môn hãm địa là giáo xấu lắm. Đó. Rồi thì có gì con gọi thầy sau nha. Ừ. Dạ, rồi, con cảm ơn thầy. Thầy sẽ gửi cái video này cho nhé.